ai điện hay nhắn tin gì đây? Ôi trời trời, nhà mà có gì mà mới đi đây con mình nhắn tin gì trời? Cha ơi, cha đừng có đi làm xa, ở nhà hay có con ma nó vào. Con ma nó rất to cao, nó ăn thịt mẹ hay sao cha? Lật được nó mẹ lại lên trên, nhưng sức mẹ yếu lại gên hừ hừ. Bà coi xếp đồ cho tôi chưa? Chưa có xếp nữa. Coi xếp đồ đi, để cái tranh thủ đi làm. Trời ơi, đi xa chứ đâu phải gần đâu. Rồi, rồi, em xếp. Chưa ra. Sáng giờ. Rồi, được cặp tôi. Đủ đồ phải không? Đủ rồi đó. Ở nhà coi nhà cửa đàng hoàng á. Biết rồi. Đi hỏi ra, lấy điện thoại theo. Rồi, tôi phải lấy theo liên lạc với chủ người ta. Nhà cửa đàng hoàng. Rồi cái dặn gì đó nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhà cửa cho đàng hoàng đó, đi có từng mới về đó. Biết rồi, đi đi. Đất ở đâu thì để nằm yên đó đi. Đào cái này chục chỗ kia. Mà chết mẹ luôn. Ủa mà ta không mướn người, mình có việc đâu mà mình làm. Cũng đúng ha. Ôi mệt quá. Nghĩ nghèo khổ thiệt. Không biết măng chừng nào mới đủ tiền về quê đấy. Ủa? Ai điện hay nhắn tin gì đây? Ôi trời trời, nhà mà có gì mà mới đi đây con mình nhắn tin gì trời? Cha ơi, cha đừng có đi làm xa, ở nhà hay có con ma nó vào. Con ma nó rất to cao, nó ăn thịt mẹ hay sao cha? Mẹ sợ mẹ chẳng dám la. Bảo con nhắm mắt không là nó ăn. Xong rồi mẹ lại dội kéo cái chăn, kêu con chùm kín, đừng nên lại gần. Con thấy mẹ rất là căng. Mẹ cắn lại nó ăn cần thiết tha. Nên cha đừng có đi làm xa, ở nhà canh bắt con ma nó vào. Mẹ thì chẳng biết làm sao, cũng cắn cũng cấu cũng cào rồi rên. Nó cào là con ma nó rên hả? Lật được nó mẹ lại lên trên, nhưng sức mẹ yếu lại rên hừ hừ. Trời trời, đổ một hồi nữa à. Con ma cũng nghiến, cũng ngừ, nằm im 2 phút, rồi nó từ từ bò đi. Ê thôi chết mẹ ơi, vậy là không xong rồi. Không, mình phải về mới được. Con nhỏ này, mình cứ dọn đồ mới được. Ha 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 ha